Hello mình quay lại rồi mọi người ơi Hình như hồi nãy là kết nối với lại cái cái loa cho nên mọi người không nghe tiếng được <laughs> Mọi người cùng chat nha, mọi người cùng tám nha Ủa còn nhỏ hả ta sao kỳ vậy ta Sao còn nhỏ được ta? Lớn chưa Eric? Hồi nãy nó lớn được xíu rồi tắt live rồi thầy. Ủa vậy giờ lớn chưa? À chắc tại vì không để gần hay là nói giọng nhỏ hay sao cho nên không có nghe. Không nghe. Thôi mà không sao. Không sao. <laughs> phone chào phone em rảnh quá em bật tí nhỏ bó tài luôn mọi người ơi mọi người uh, friend của mình ơi bạn uh, lên đây tám nói chuyện chơi tôi đang không ngủ được phone chào phone sao mà nay không ngủ được nhớ anh hoàng phải không anh hoàng giờ chắc ở bình dương kẹt ở bình dương đâu có được về Dịch quá mà bình dương giờ bấy ngày luôn giờ không biết tới khi nào mà mới được đi làm luôn Dân phòng Phước có mấy người biên hòa mà vui lắm Nghỉ một hai ngày nửa tháng thì ok Nghỉ tới giờ luôn Cái bắt đầu là nhớ việc quá nhớ Nhớ chỗ làm quá Nhớ cái con đường mình đi làm quá Mà thiệt con đường đi làm có nhiều khung đường rất là đẹp Đi đường Vĩnh cửu cho nó đẹp lắm <laughs> Eric ơi bớt thả thính nha Eric ơi <laughs> đẹp là tại vì hôm nay cắt tóc xong mới dám tự tin livestream mới dám tự tin chụp hình nè à. chuẩn bị sẽ cố gắng là tranh thủ tóc nó chưa có dài mình vuốt vuốt keo lại cho nó đừng có tia tỉ tỉa ra cái mình đi chụp hình ha Rồi để mình có cái mình đăng tiktok <laughs> các bạn biết không bây giờ dịch dịch quá mọi người không có ai đi đâu được hết trơn á thậm chí là bây giờ mình đi ra đường á giống như là đi 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 đi, đi gọi là sao ta đi lậu á đi đi dạng như 12 11 rưỡi bắt đầu mình đi mình đi xong tầm 12 giờ mình về. Dạ biết rồi Eric, cảm ơn em. <laughs> cảm ơn em bớt xác muối đi. <laughs> em xác muối quá. À. À, có hai bạn đang coi bít hiệp, lâu lắm rồi gặp bít hiệp bít hiệp ha. <laughs> hy vọng là dịch bệnh thì mọi người đều khỏe nha cố gắng ở nhà cố gắng ở nhà đừng đừng có đi đâu à, vào những cái vùng đỏ nguy hiểm lắm vùng cam cũng nguy hiểm nữa còn đi đi chích ngừa hay là đi test gì đó thì các bạn cẩn thận đeo khẩu trang tẩy tẩy khuẩn rửa khuẩn sát khuẩn rồi à, giữ khoảng cách ra <laughs> hôm bữa thì ngày bao nhiêu ta ngày 26 ngày 26 thì phước được đi à, phước được một uh, một slot chích ngừa một slot chích ngừa covid chích asana xong về bị giật cả ngày luôn bị bị giật ngày hôm sau hết một ngày luôn thì mới hết ừ. ok bích hiệp <laughs> ok bích hiệp lâu lắm rồi giờ phước cũng không có còn làm ánh dương nữa ánh dương giờ cũng nghỉ dịch rồi mà Phước cũng hết lớp bên đó rồi cho nên là bây giờ cũng free lắm Eric mượn tiền Eric là đại gia mà còn mượn tiền thấy cái chữ Rick là biết rich rồi rich có nghĩa là super super giàu rồi ha <laughs> Nhưng mượn tiền ai đâu dám cho tiền anh Phước có người yêu chưa nè <laughs> bất hiệp ơi Phước không muốn có người yêu mệt lắm Cảm ơn, cảm ơn Kim Hiu. À, nói tới yêu mắc cười lắm các bạn à, lúc yêu yêu nó giống như mình 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 đi đi tắm biển vậy <laughs> có nhiều người biển nó bí von lắm mà phước ý giống thấy giống y chang tắm biển vậy lúc mà vui á mình lúc mà sống lên cái mình, mình nhảy vô mình mình cười ha hả có nghĩa là lúc mà tình yêu nó lên hoa thì mọi người cũng rất là vui vẻ nhưng mà cũng có lúc nó nó thăng trầm nó đi xuống mà ai mà cũng ý xị cho nên yêu xong rồi cãi lộn rồi tùm lum ta la mệt thầy ơi nóng quá em đi tắm đi em em đi tắm đi ha siro chiều chào siro chiều nha không biết mở lên thấy ba người coi mà sao lên trên đây nó hiện con mắt lên 6 người không biết còn mấy người kia đi đâu Hãy <laughs> chắc là muốn mọi người lên um mở livestream để tám với mọi người thôi mọi người nói mọi người comment vô cái mình, mình có chuyện để mình nói nè còn không thì mình sẽ tự nói một mình <laughs> tự nói một mình tự nói mình thì chắc cũng phải thiên về những cái gì mình biết rồi, ví dụ như mình mình chỉ biết tiếng anh nè Những bạn nào có câu hỏi về tiếng anh thì mình trả lời à, chào siro chiều nha chúc em buổi tối vui vẻ nha không biết là à, hình như có kết bạn lâu rồi mà không không có nói chuyện Um, về các chủ đề mà mình có thể nói chuyện được á thì uh, các bạn ví dụ như là tiếng anh là chuyên môn rồi uh, kinh tế tiếng, tiếng anh nè kinh tế nè rồi uh, tâm lý nè uh, đạo đức phật giáo nè hoặc là các, 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 các lời dạy của Đức phật nè thì uh, dòng dòng có nhiêu đó thôi à về giáo dục này nọ thì nếu mà các bạn thích thì mình uh, mình chia sẻ thôi các bạn cứ đặt câu hỏi mình chia sẻ À, về hôn nhân thì nói thiệt là mình có những cái đâu thì từ đây nói chuyện nhiều hơn đi ok zero chiều ok à các bạn nhìn thấy cái, cái 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 filter mà mình 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 xài ngày hôm nay để livestream không nó đẹp ha mịn da ha ừ. nhưng mà mình nhớ là có người nói với mình một câu như này nè à, nếu mà chúng ta sống đó, tuổi trẻ bây giờ đó, họ sống ảo lắm họ sống ảo đó không bây giờ sống thực tế đó mà họ sống ảo riết rồi họ cứ tưởng là cái ảo là cái thật của họ luôn ví dụ như cái filter này như vậy nè nếu chúng ta cứ nhìn thấy nó đẹp riết à chúng ta nhìn thấy cái mặt chúng ta đẹp ở trong cái filter này nhìn riết cái chúng ta nói chúng ta đẹp nhưng họ chất không phải họ chắc là không phải rồi một ngày nọ chúng ta chỉ nghĩ là à, chúng ta chúng ta ra đường chúng ta trước mặt ai chúng ta cũng có cái mặt giống trong filter này là hoàn toàn sai luôn là các bạn đó đã, đã chuyển từ sống thật sang sống ảo rồi đó. À, chào chị Song Vân nha, chào bạn anh Lan Anh Vũ. Chị ơi ở trên Sài Gòn nhớ giữ gìn sức khỏe nha chị, dịch lắm luôn, dịch lắm, khổ lắm mọi người đều khổ hết, cho nên là ở trong nhà đi chị ơi. Em thấy trên đó chết quá trời, thấy thương ghê. À, Lan Anh Vũ không biết là ai ha không biết bạn bè hay là học trò hay là như thế nào nữa ngô khánh uh, ngô khánh đức lộc trần ok chị không dám ra đường luôn đúng rồi chị ở nhà ở trong nhà ăn uống gì gọi người ta đưa vô người ta đi chợ giùm hmm. em thấy nhiều người đi chợ giùm ờ uh, các anh bộ đội đi chợ giùm rồi nói chung là mình cũng tiện có mấy anh đi chợ giùm cũng khó khăn cho mấy anh chút nhưng mà sao mà có nhiều người cũng chưa ý thức quá ha Họ họ, họ, họ họ mua đặt hàng rồi lúc cuộc họ không lấy hàng Cũng tội nghiệp Mà nói về ý thức thì nó là cả một cái vấn đề rất là lớn Đó, Nó liên quan tới cái việc um, giáo dục, nền giáo dục, hệ thống giáo dục Rồi các môn học trong trường học nữa Đặc biệt là môn giáo dục uh, công dân thực chất là giáo dục công dân nó lại không dạy đủ về đạo đức Đó, Đáng lẽ là phải có cái môn đạo đức riêng họ lại giáo dục công dân phải thiên về đạo đức thì thành ra là mỗi cái công dân sống ở trong một quốc gia nếu mà họ có đạo đức chỉnh uh, gọi là đủ cái chuẩn mực đạo đức á, thì họ em nghĩ rằng cái cái thế giới này nó sẽ hòa bình hơn đó, thế giới này nó sẽ tốt đẹp hơn thì mình em là chị bé Vi học tiếng Anh đó anh a à, ok chị bé Vi à, chào em <laughs> bé vi dạo này học cũng ok lắm rất là chăm ừ. chắc bị la riết hả? sợ thầy thầy nói là học gì mà sao năm nhất năm hai tới năm hai rồi mà còn dở cho nên là chăm học lắm vậy chứ uh, uh, học tiếng anh mà nó là cả một cái biển học luôn cho nên là phải cố gắng từ từ hả học học mình phải đi đường dài. Mình chạy marathon chứ mình không phải chạy cự ly ngắn. À quay lại cái chủ đề đạo đức hồi nãy đi. Mình nhớ mình nghe đâu đó loáng thoáng đâu đó có một người nói với mình như vậy nè. À, một sư thầy, à có một sư thầy nói với mình là um, chúng nếu chúng ta thông minh mà chúng ta không có đạo đức thì cái thông minh đó sẽ phá hủy rất là nhiều thứ, sẽ trở thành một kẻ phá hoại. Đó chúng ta chỉ thông à, chúng ta khi nào chúng ta vừa có thông minh vừa có đạo đức luôn thì chúng ta lập nghiệp sẽ thành công chúng ta làm việc gì chúng ta sống trong xã hội này chúng ta đối nhân xử thế đều dựa trên chuẩn mực đạo đức mà 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 thi hành thì thành ra là chúng ta sẽ được cả về tài sản lẫn danh tiếng lẫn tiếng thơm sau này nữa chào cô linh chào cô linh là lâu lắm mới gặp cô khỏe cô hen Uh, livestream này để tám chuyện chơi thôi cho nên là mọi người có có muốn hỏi gì hay là muốn nói gì mọi người cứ comment vô nha comment vô mình có chuyện để mình nói chung với các bạn à, các bạn muốn hỏi câu hỏi gì ví dụ tâm lý tình cảm hôn nhân gia đình gì đó hoặc là uh, dạo này dịch quá em ở nhà riết em ăn mập quá có cách nào cho em ốm không <laughs> nhiều người sẽ sợ lắm thậm chí là bây giờ bây giờ mình cũng không có không có thể nào giảm ốm được luôn trong mùa dịch này Đó, nhưng mà nói vậy thôi cũng sẽ có những cái cách mà chúng ta có thể không tăng cân trong mùa dịch chủ yếu ở trong đây nè các bạn chủ yếu nằm trong đây nè <laughs> em ơi câu hỏi này á là để thầy nhắn tin thì trả lời riêng cho em ha người yêu chưa Hồi xưa có nhiều lắm, giờ bớt rồi. <laughs> giờ bớt rồi. Đây coi còn bao nhiêu bạn đang live, biết hiệp. À, đang nói tới vụ giảm cân ha, giảm cân mùa Covid thấy hơi khó đúng không các bạn? Giảm cân mùa này rất khó tại các bạn toàn là mở mắt sáng ra là thức dậy thức dậy xong nghe hóng tin Covid, không có bao nhiêu người sao các bạn đi uh, đánh răng rửa mặt cái chuẩn bị ăn sáng ăn sáng xong cái nằm coi điện thoại coi tiktok lúc youtube rồi làm tôm lum thứ chuyện trên điện thoại sau đó lại tới giờ ăn trưa ăn trưa xong cái căng da bụng trùng da mắt <laughs> là các bạn đi ngủ đi ngủ một giấc tới chiều cái các bạn lại đi ra ngắm trời ngắm đất xong các bạn vô các bạn ăn tiếp <laughs> ăn xong các bạn lại đi coi phim rồi các bạn đi ngủ <laughs> vui lắm chỉ có nhiêu đó thôi <laughs> thành ra là các bạn cũng thể nào giảm mập được hết á còn có cái vụ là ăn trái cử nữa ví dụ như là đang ngồi coi coi livestream hoặc là coi coi tiktok coi facebook coi uh, livestream của phương hằng gì đó cái uh, bắt đầu tay ngứa mà thế là phải sắm dĩa trái cây hoặc là ăn hộp bánh thế là vừa coi vừa nhấp vừa vô, vừa nhâm ở kế bên một ca nước còn lâu lâu có thể các bạn quốc già lon coca thế là làm sao mà ốm nổi không thể nào ốm nổi được chỉ có trừ khi là các bạn bỏ hết thôi <laughs> um, bích hiệp ơi miss ánh bây giờ không còn ở biên hòa nữa miss ánh không phải là một uh, một một một, một uh, biên hòa citizen rồi miss ánh đi xa biên hòa lắm rồi bây giờ đang ở kiên giang rồi đang ở kiên giang đi làm ở một cái trường học uh, cũng quốc tế trường học quốc tế mekong delta gì đó ở trong thuộc uh, nhóm mekong delta gì không biết nữa mà Nói chung là giờ làm, uh, apply, uh, làm online rồi Không có không có đi làm được Ở dưới cũng dịch nhiều lắm Bà vẫn khỏe bình thường nha Bích Hiệp Bà khỏe thế hả à? Ăn ở nhà riết rồi cũng mập bình thường Nghe nói có tập thể dục nữa Giờ này bà cũng xuyên tập Bà sợ chết lắm. Yên tâm 30... Cũng qua 30 rồi Như Phước bước qua 30 rồi 31, 32 tuổi rồi Cho nên là uh, hình như sợ cái già rồi sợ chết <laughs> nhắc tới sợ chết mới thấy thương giờ dịch quá có nhiều người chưa kịp sợ đã chết rồi <laughs> chưa kịp sợ luôn chết rồi các bạn ơi cho nên là đời này nó vô thường ghê lắm mình không biết trước được đâu nha thấy phước hôm nay ngồi nói chuyện như lỡ mai đi đứt rồi ai biết được Thấy không cho nên mình phải phước có một cái tâm niệm như vậy nè à, mình phải tập quen cách chết, tập quen uh, cái 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 giai đoạn chết để chi để để lúc mà mình mình trải nghiệm cái sự chết đó là mình quen rồi thì thành ra mình nhẹ nhàng mình trải nghiệm lắm chứ không phải là uh, mình mình nuối tiếc rồi mình 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 uh, tiếc thương gia đình rồi tiếc thương khối tài sản của mình rồi ai chăm tiếc thương công ty tiếc thương những phi vụ làm ăn chưa hoàn thành tiếc thương những kế hoạch còn dang dở nói chung nhiều cái sự nói tiếc lắm các bạn mà thường sẽ dính dán tới một là tài sản hai là gia đình ba là danh vọng thế thôi có dính con nhiều đó ba cái chấp trước mà không bao giờ bước ra được cái người nào mà càng có nhiều thì càng chấp trước còn những người nào không có gì hết đó, thì họ không không họ không không có gì phải chấp trước giống như trong cái cái giai đoạn dịch này nè thì các bạn biết không những cái người mà có thu nhập cao thu nhập kha à, khá, khá à, trở lên á và đặc biệt là những cái dạ, à, những cái người à, thương gia thì á, là cái khả năng sợ chết của họ rất cao Mà nói đây không phải là phụ trùm gì hết ha mà là chỉ là nói chung chung thôi à, nói 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 đa phần đại đa số thôi đó à, thì là họ 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 quý cái mạng sống của họ nhiều hơn là những người không có cái gì hết à, bạn thấy những người không có gì hết như cái hình ảnh của À, chú gì à, lớn tuổi mà bị mất không ở à, lang thang ở sài gòn á thật đáng thương lắm các bạn nhìn cái cảnh đó không ai kìm được nước mắt hết trơn á nhưng mà nhìn nhìn vô đó thì các bạn thấy được á cái xã hội nó phân hóa giữa giàu và nghèo như thế nào nó kinh khủng vậy luôn á thật ra ai trên đời mà không sợ chết sợ chết là chuyện bình thường. Không sợ chết mới là chuyện lạ thường. Ha. À. Mà đơn giản thôi bây giờ thực chắc là nếu bây giờ chúng ta tập chết dần dần, tập trải nghiệm cái chết dần dần đi thì tới lúc chết chúng ta không có sợ. Chúng ta à chúng ta quen rồi, vậy thôi thôi bye bye mọi người, mình đi nha, à, vậy đó. Nó nhẹ nhàng lắm. Chứ mà bây giờ mình cứ nuối tiếc nhiều thứ tới lúc đó mình không thể nào mình đi được hết trơn nhiều người nói với mình là sao mình tối ngày mình cứ u ám mình suy nghĩ tiêu cực thật ra là mình suy nghĩ tích cực chứ không phải tiêu cực mình chuẩn bị sẵn cho cái chết tại vì chúng ta sẽ không biết cái chết đến lúc nào thằng chết bao giờ gọi tên hả cho nên là thủ sẵn đi tới lúc đó alo à, bạn số 1088 mời bạn chuẩn bị đi với chúng tôi ok bạn chờ mình lấy hành lý mình đi liền đây nó thế thôi đi thật chất là có hành lý gì đâu, có hành lý gì đâu, chủng tử nó tự đi thôi. Các bạn ngồi tư duy nó 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 hơn, nó hơn gây rợn ở cái chỗ là uh, chết rồi Rồi hồn phải lìa xác, rồi phải uh, gặp thần chết, rồi phải được qua cầu uh, đại hà uống canh mệnh bà. Thật chất cái đó chỉ trong trí tưởng tượng các bạn thôi, trí tưởng tượng thôi. Không có một cái thế giới nào nằm ở giữa, nằm ở cái trung gian để cho ông ta chuẩn bị chuyển tiếp hết đó ở trong kinh cũng vậy ở trong kinh về nguyên thủy thì chết là tái sinh liền các bạn chết là tái sinh liền không có còn không có còn ngồi chờ đợi hay đi rước hay là như thế nào thì cái nghiệp lực với lại cái sự tái sinh đó, nó như là chúng ta bắn tia lửa điện và nó chạy cái dèo biến mất tiêu nó đi liền đó chúng ta vừa nháy mắt thắt thở cái là đi rồi ha đó là theo nguyên thủy còn theo đại thừa thì sẽ có bảy tuần thất 49 ngày thường là bảy tuần thất sau hết bảy tuần thất là cái mình tạm thời gọi là dông hồn thật chất là không có dông hồn mà là cái 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 chủng tử muốn sống đó, đó nó cũng phải đi đi tái sinh thôi không có cách nào mà giữ lại được hết á trừ một số cái trường hợp là các bạn thấy có những có những cái trường hợp mà mình thấy ở trên mạng người ta hay nói á hoặc là các cụ lớn tuổi á người ta hay nói là có những cái dông ở đây mấy chục năm rồi mà không có đi à, cái trường hợp như vậy thì là chuyện có những cái chuyện có là tại người đó không có hiểu vấn đề là họ đã chết chưa hoặc là họ thích cái cảnh giới đó họ sống riết cái cảnh giới đó họ quen hay là họ cứ nghĩ là à đó là một cảnh giới sống của họ hay là họ không đi Họ phải chờ tới đủ duyên Có một người khác à, Tới để à, độ họ Để nói cho họ hiểu Về lý lẽ vô thường Để nói cho họ hiểu Về cái chết là cái diễn nhiên Đó. Và cái vô ngã Tức là không có cái gì Thuộc về bản thân mình hết Ngày hôm nay có thể là tôi ngồi trước đây à, Nói chuyện với các bạn Thì cái video clip này thuộc về bản thân của mình Tại vì mình là người chủ của nó Nhưng thực chất khi mà chúng ta chúng ta xả bỏ cái thân này á thì là tiền tài danh vọng của cả những video clip này hay là những cái gì đó đi nữa chúng ta không mang theo được bất kỳ cái gì hết ha cho nên đó là vô ngã đó không còn gì của ta lúc đầu ta nghĩ đôi mắt này là của ta ôi sao mắt đẹp long lanh họ là chúng ta nghĩ cái mũi cao này nè cái mũi này cũng cao chứ bộ oh, là của ta không không phải là của ta nó là cái sự hợp thành của rất là nhiều cái nguyên tố tác động lên để tạo thành da để tạo thành trí óc nó không có gì của mình hết đó nó là nguyên tố tạo thành thôi đó. chỉ có một cái là nếu mà ngày hôm nay chúng ta gieo những cái thiện lành đó, thì khi chúng ta tái sinh đó, những cái thiện lành nó sẽ là những cái nguồn năng lượng lành làm cho chúng ta tới được hấp dẫn được những cái nguồn năng lượng lành tương tự thì thành ra chúng ta sẽ tái sinh vô một cái cảnh giới an lành hơn nếu cả đời chúng ta làm chuyện xấu không ạ à, thì cái năng lượng xấu bên trong chúng ta khi chúng ta chết nó sẽ tương tự là nó sẽ đi kiếm những cái năng lượng xấu tương tự đó mà nó tái sinh thì thành ra chúng ta không thể nào thoát khỏi cái cái cái, cái cảnh giới sinh già bệnh chết tái sinh đi tái sinh lại biết bao nhiêu đời biết bao nhiêu kiếp tự nhiên nói về Phật học nhiều quá ha, sorry các bạn, tự nhiên cái nhắc tới Phật học là ngồi, ngồi nói à, mà những cái mình nói rất là cơ bản nha bạn, một người Phật tử nào á mà đã quy y Tam Bảo thì phải biết những cái vấn đề này, ha, phải hiểu được các bạn, có Phật tử quy y Tam Bảo mấy chục năm trời, nhưng vẫn không hiểu về vô thường, vẫn rất là chấp trước, à, mình ví dụ ha, ví dụ vô thường là sao? mình câu chuyện này là mình kể mình phịa ra thôi ha ví dụ có một người phật tử họ đi tới chùa cái họ họ mang đôi dép rất là ok rất là đẹp tầm cỡ cho 500 trăm ngàn tới một triệu đi thì thành ra là họ họ để thằng sân chùa như vậy đó họ vô họ họ dự lễ họ tham dự lễ họ tụng kinh này nọ xong họ đi ra mất đôi dép mất đôi dép thế là họ họ nghĩ sao họ nghĩ là trời ơi cái đôi dép mấy trăm ngàn của tôi đâu mất chiêu rồi Họ à, nói trời ơi, đứa nào con nào lấy đôi dép của ông À không, mình đi tu, mình là người tập tu Có nghĩa là mình trở thành một à, người à, bắt đầu là chuyển hóa dần dần là. Tu có nghĩa là chuyển hóa Thì lúc đó chúng ta nhận thấy được là à đôi dép nó chỉ hữu duyên với chúng ta ở thời điểm đó thôi Tới thời điểm đó là hết rồi Thì nó thuộc về tay ai thì đó là chuyện của họ mình cũng chả biết là ai nhưng mà đó là chuyện của họ tại vì họ lấy là nghiệp của họ còn cái việc là mình không còn đủ duyên với lại đôi dép đó nữa thì nó ra đi với mình thôi giống như mình xài nó lâu năm thì nó cũng phải phải hư phải hư hoại rồi mình cũng phải đem dụng nó thôi chẳng qua là cái này nó truyền từ tay người này sang tay người khác thôi đó mình tập mình đi tu mình trở thành phật tử là mình phải tu tập làm sao để mình thấy được à cái chuyện đó không đáng để chúng ta bận tâm những cái mất mát đó thậm chí mất luôn người thân mất luôn rất là nhiều thứ không quá gọi là chúng ta không quá dính mắt vào để sao để chúng ta bình an để chúng ta có được cái sự bình an còn không á là chúng ta sẽ nuối tiếc chúng ta sẽ sân hận đủ thứ nhất. thì thành ra làm sao chúng ta có được cái cuộc sống an lạc trong khi chúng ta vỗ ngực thân tâm mình là người phật tử đúng không nào phật tử hoàn toàn sống khác lắm không có giống vậy đâu phải giác ngộ phải hiểu ra có nhiều người giác ngộ lưng chừng lắm em lưng chừng lắm mọi người giác ngộ mày vui lắm hôm nay giác ngộ mai không hôm nay hiểu nhưng mai hết hiểu rồi <laughs> hôm nay hôm nay hiểu được à, à vô thường vô ngã vậy đó nhưng sang ngày hôm sau trời ơi tức quá không biết đâu mất tiêu đó cho nên là mình phải làm sao để cái cái sự giác ngộ này của mình đó, nó thấm vào bên trong luôn và chúng ta sống với hiện tại sống với mỗi giây phút tỉnh thức đó, sống một cuộc sống an lành nhất có thể chào thu ngân nhớ làm bài tạm học bài cho thầy lâu rồi không thấy em online vô lớp thì nghe nói em bận dữ lắm luôn à, nhưng mà thôi có thời gian thì vô học nha có comment gì không? Có muốn comment gì không? Nhắn lên trên trên livestream này đi. Ở ra là muốn lên trên đây ngồi tám nói chuyện chơi. Mọi người chắc giờ là bắt đầu là coi YouTube nè, coi phim nè, còn không là um, lướt TikTok nè. À, không có câu hỏi gì luôn. Ok. Ngân vui quá ha. Đi học cũng thấy câu hỏi mà lên gặp thầy la lâu hỏi thăm thầy thưởng tiếng coi chết thật trời ừ đi ngủ ờ à, eric đang coi ờ <laughs> à, em đi ngủ ok ngủ ngon không biết ngày hôm nay ờ à, thầy gợi ý cho nè trước khi ngủ mình mình nên gác tay lên đầu ha hoặc là mình nào mình suy nghĩ thử con ngày hôm nay mình làm được cái gì rồi con ngày hôm nay mình làm được bao nhiêu việc rồi những cái việc đó là liên quan tới cái gì Hãy lên ký nhiều lắm em chắc cỡ 4 ký à. cho nên phải dùng filter lại nè không <laughs> không dám mở sáng quá luôn sáng quá sẽ nhìn thấy mở <laughs> à quên nói nói cái vụ trước khi ngủ á chúng ta thử chúng ta để tay lên chém ta ngọn ta suy nghĩ coi có những cái việc nào chúng ta chưa hoàn thành không hay là có nhiều việc chúng ta đã hoàn thành rất là tốt đúng không thì chúng ta có tiếc nuối nhiều có tiếc nuối nhiều hay là chúng ta có dự định khác cho tương lai không thì các bạn cứ ngồi với các bạn suy nghĩ chút xíu tại vì nó sẽ là một cái ở hiện tại chúng ta được phép lên kế hoạch cho tương lai à, và chúng ta được phép nhìn lại quá khứ coi chúng ta đã làm những cái gì và những cái gì chưa tốt để chi để sang ngày mai chúng ta sẽ phải hoàn thiện nó hơn trong cuộc sống của mình đó là cái cách chúng ta càng ngày càng tiến bộ lên chứ không phải là chúng ta nhìn vào quá khứ những cái chúng ta không làm được chúng ta ngọng ta tiếc nuối ví dụ như có một cái cơ hội vừa đến với chúng ta lúc đó nhưng mà mình bận việc này bận việc nọ mình không chọn lấy cơ hội đó được thì thành ra là cái cơ hội vụt mất rồi chúng ta mất đi cái 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 um, một cái kế hoạch gì đó không làm được nó là chuyện bình thường trong cuộc đời này không phải chúng ta chúng ta không phải một lần bỏ mất cơ hội đâu rất nhiều lần Ừ, rất là nhiều lần nhưng mà mỗi lần như vậy chúng ta phải suy nghĩ lại à, tư duy lại là à có những cơ hội nó đến chấp choáng như vậy á thì mình làm sao nắm bắt được nó mà mình không lỡ những cái công việc hiện tại của mình luôn thấy không nó khó lắm cái cái quân bằng giữa cái cái cơ hội sẽ à, hoàn thành trong tương lai mà và cái kế hoạch ở đang xảy ra hiện tại á, thì nếu chúng ta linh động chúng ta cân nhắc được thì chúng ta sẽ chọn được những cái cơ hội phù hợp ha. Nó sẽ là một cái điều kiện. Nó điều kiện để cho uh, trong tương lai chúng ta sẽ bắt đầu có những cái kế hoạch mới uh, dựa trên những cái cơ hội đó. Ví dụ uh, ngày hôm nay tôi đi uh, tham dự buổi workshop. Thế là tôi gặp rất là nhiều người nổi tiếng. Không thể nào uh, tôi thấy tới 100 vệ tinh, uh, tôi muốn liên hệ tới hết 100 vệ tinh là rất là khó. Cho nên là tôi sẽ nhắm tới những vệ tinh nào là chính yếu. Và sau đó tôi sẽ cố gắng làm sao để chộp lấy những cái cơ hội à Make friend với họ và có số điện thoại liên lạc với họ để chi để khi tôi có một cái kế hoạch nào đó cần mờ họ tới làm diễn giả cần mờ họ tới hỗ trợ à, hoặc là muốn họ hợp tác với mình thì lúc đó mình có cái danh sách sẵn thế là mình lấy ra mình mình gợi ý với họ để mình tạo cái cái mối quan hệ và cái mối quan hệ hợp tác ha à, chào Ngô Nhật Mai chào Nhật Mai nha Chào cô Nhật Mai Lâu rồi không gặp bạn Mai Bạn Mai dạo này đọc sách nhiều lắm luôn Đọc nhiều hơn cả Phước rồi Phước rất là lựa đọc sách Nhưng họ lâu lâu ngồi tư duy chơi thôi Để coi còn ai trong đây Eric và Nhật Mai nó kết hiện lên một người Nhật Mai Dạo này không có buôn bán gì nữa ha Mai ha cũng khó khăn quá thầy gọi tên em đi để em đi ngủ thầy ơi dạ rồi điểm danh thu ngân thu ngân vui lắm luôn hôm nay có thu ngân lên không thấy thư bùi đâu hết à, thôi thì thầy gọi tên em để cho em đi ngủ à, ngủ ngon ha ngủ cho ngon nha <laughs> dạng như à, thử ngủ ngon coi chắc gì ngủ ngon <laughs> Nói chứ ngủ là vô thức rồi ở đó mà không ngon thầy ơi bí quyết nào là để da đẹp về thầy à bí quyết chúng ta dùng filter nha eric <laughs> chúng ta dùng filter được không filter có rất là nhiều à, tùy các bạn thích cái nào tôi thì tôi thấy cái cái filter này nó ảo ảo này nó điên điên tới tối nè lâu rồi mình không chơi cái phong đen tối như vậy ha bình thường mình sẽ chơi cái phong sáng lạng <laughs> Thiệt luôn á hình như là mình không phải là thánh livestream nói mọi người rất là buồn ngủ chia sẻ những cái vấn đề về uh, phật pháp chia sẻ những vấn đề về cuộc sống cái là mọi người buồn ngủ ngủ hết trơn à thầy uh, á là có bảy bảy bốn mươi chín loại skincare đó dạ con cảm ơn thầy dạ con cảm ơn thầy con cũng học theo uh, lời dạy của sư thầy của con, uh, sư bổn sư, sư, của, uh, sư thầy của con, sư thầy truyền giới của con là uh, mỗi mình mình là quy y Phật rồi, mình quy y tam bảo rồi trở thành con của Phật rồi thì mình phải là cái cánh tay nói dài của Phật pháp để cho mọi người đều biết về Phật pháp. Uh, những ai hữu duyên thì sẽ đến với đạo Phật uh, ở một cái thời điểm nào đó. Cứ con cứ xe bài như vậy á thì thành ra là nhiều người sẽ nói là uh, hơi nhàm chán nhưng mà con thấy cái nội dung của bài con xe nó nó có ý nghĩa và nó sẽ phù hợp với một số cái đối tượng nào đó thì à, cái lúc nào mà à, người ta pass qua rồi á người ta có nghĩa là lúc đó người ta không cần thì một lúc nào đó người ta gặp những cái sự cố như vậy những cái biến cố trong đời như vậy á người ta lại quay lại người ta kiếm cái facebook nhà con để người ta coi thì người ta đọc chúng những cái câu đó có thể cứu người ta qua một cái một, một cái biến cố thì thành ra con thấy như là rất là hoan hỷ thầy kim tốn quá em thấy thầy không cần filter vẫn đẹp kìa cái này là có filter nha mọi người <laughs> thì mình sẽ ra hiện nó sẽ sáng hơn ha cái chui chui vô trong đó nó sẽ không có sáng đó cái này là có filter nha <laughs> Thật ra là Thật ra là mọi người biết không dạ cảm ơn thầy À, mọi người biết không chia sẻ Phật pháp nó nó bao la lắm các bạn nhưng mà à, mình nhớ có một à, sư cô nói với mình đó là à, tất cả mọi pháp trên đời này á, pháp của Đức Phật á, thì không ngoài à, không làm những việc ác mà làm tất cả những việc lành thôi à, giữ tâm ý trong sạch đó chính là lời Phật dạy à, mình nhớ cái câu này cũng nằm trong à, cái à, tờ giấy quy y á cái tờ giấy quy y tam bảo thì cũng có cái câu này Đó, thì đối với những người nào mà chưa hiểu về phật pháp nhiều quá chưa hiểu về chánh pháp của đức phật nhiều quá thì chúng ta chỉ ứng dụng như vậy thôi để chúng ta hành trì còn các bạn nào có nhu cầu hoặc có khả năng tìm hiểu thì chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn vì pháp của đức phật thật ra không phải là của đức phật mà là đức Phật nói lại, tại vì à, các bạn biết không là Đức Phật có tuệ nhãn nhìn thấy được mọi sự vật à, từ cái vi tế, à, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất thì thành ra là các bạn à, thấy rằng nó là cái lời đó của Đức Phật nói Đức Phật mắt in mắt in Đức Phật thật ra là không phải Đức Phật chỉ nói cái chân lý thực chứng thôi, cái sự thật như chúng đang là thôi mà chúng ta do vô minh qua nhiều kiếp mà chúng ta không thể nào nhìn thấy nó được thôi và chúng ta có cái sự chấp trước nữa các bạn chấp trước nó ghê lắm các bạn không phải là chỉ riêng phật tử mới có chấp trước đâu mà cả con xin lỗi thầy là ở đây con nói hơi, hơi rộng là cả những vị xuất gia cũng có sự chấp trước nhưng mà không phải là tất cả nha các bạn thì là cái sự chấp trước đó mình phải tu tập mình phải rèn luyện nhiều thì nó mới à, giảm dần dần được à, chấp rất là khó rất là khó thăng tiến đặc biệt chấp sẽ khó lắm à, làm cho cái quá trình tái sinh của mình nó khó khăn lắm cho nên phải buông chấp phải xả chấp được không mạnh hơn là phải xả xả ở đây là diễn đạt một cái sự à, tống hơi khí ra bên ngoài theo nghĩa đen theo nghĩa đen là tống trượt khí ra bên ngoài nó rất là mạnh ví dụ như mình đọc cái chữ Uh, chữ B phở mà đọc chữ B phở là P thì cái chữ P đó nó bật hơi ra bên ngoài nó xả hết tất cả các khí ra thì buông xả là như vậy chúng ta xả được thì chúng ta phải chúng ta nâng lên được chúng ta phải buông xuống được ha và đừng buông nhẹ nhẹ buông nhẹ nhẹ thì tay chúng ta vẫn còn đang cầm nó vẫn mỏi buông thẳng xuống luôn ha để tay hết mỏi thì chỉ có bỏ cái cái cục đá đó đi xuống đất luôn thì thành ra chúng ta phải buông chắc được không mẹ em đang không cho em tắt livestream thầy <laughs> em sẽ dây duyên lành ạ à, giỏi lắm eric dây duyên lành thầy à, thầy thấy em là có làm thiện nguyện rất nhiều vậy rất là tốt ha gieo những cái chủng tử tốt cho bản thân mình thậm chí là tỏ cái nguồn năng lượng đó cho gia đình mình thì nó rất là tốt sau này à, tốt nữa cho việc tái sinh con người chúng ta thì làm nhiệt thiện nhiều thì thành ra chúng ta sẽ tích được ba cái phước tức là phước về tướng tướng mạo tức là sao là có phước tướng à, có cái phước tướng là ai nhìn thấy cũng thương ai nhìn thấy cũng mến ai nhìn thấy cũng vui à, ai nhìn thấy cũng cười như là họ đang nhìn thấy một hay đi chùa mình thấy một vị phật tương lai đó chính là phật di lặc á thì nụ cười của phật di lặc rất là tươi thì cái người mà hảo tướng người mà có phước tướng á, thì người ta nhìn vô là người ta chỉ thấy cái sự an lạc hoặc nói chuyện như mình mình chọc, chọc cho họ họ cười á, thì cái niềm vui đó là niềm vui rất là thật chứ không hề giả tạo à, cái thứ phước thứ hai á, là sẽ là phước về sức khỏe tức là khi chúng ta gieo nhiều cái chủng tử uh, chủng tử lành đó uh, làm việc thiện nhiều giúp đỡ người á thì những cái hạt giống năng lượng đó, đó sẽ tạo cho chúng ta có một cái nguồn năng lượng tốt uh, cho thân thể chúng ta cũng có cái sức khỏe rất là tốt ha uh, không bệnh tật gì hết không ốm đau gì uh, lạc phạt hết uh, cái phước cuối cùng là phước về tuổi thọ có nghĩa là khi chúng ta gieo uh, cái À, việc làm việc từ thiện á, chúng ta giúp người giúp đời à, thì cái giúp đó đó có khi là giúp cả một tính mạng luôn á bây giờ có rất là nhiều người đang đang giúp rất là nhiều người đang à, gọi là trong ngàn cân treo sợi tóc á. thì cái phước báo đó là vô cùng lớn các bạn hiểu không cái phước báo đó là vô cùng lớn thậm chí là họ giúp à, bà con chúng ta đang ở trong cái hẻm mà à, không có thể nhận được lương thực đó ừ. không ai biết tới để cho luôn á thì thành ra là lúc đó những cái phước đó Sẽ tạo thành phước tự thọ Tức là mình sẽ sống lâu dài hơn ha. Cảm ơn bạn Ngọc Sĩ Mình biết gì thì mình nói cái đấy thôi Còn cái không biết thì xin lỗi mọi người Mình không dám nói Nói mất công uh, Trong giới luật thì gọi là vọng ngữ Còn bình thường trong cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta gọi là nói xạo Nó, Nói láo, nói xạo Thì cái gì không biết mình nói đâu He. dạ con đọc uh, con thỉnh lời lời dạy của thầy nha dạ um, thầy thầy dạ thầy, xin, thầy cho con xin phép đọc tên của mình nha thầy thích thông giới à, thì nói là mong muốn mọi người phải trải tâm với cuộc sống này hơn à, làm những việc tốt lành à, đừng làm hại bất kỳ ai à, thì đó là những gì mà một vị sư muốn à, truyền tải cái thông điệp này đến với tất cả mọi người Và đặc biệt là buông bớt tức là xả bỏ mọi người thấy không xả bỏ xả bỏ làm tên vui lắm hồi trước hồi trước á thì phước hay chấp trước chấp trước gì biết không là có nhiều người có nhiều người á sẽ uh, nói phước là uh, sao bạn nhiều chuyện quá bạn uh, bạn 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 làm đủ thứ chuyện mà không đâu ra đâu hết uh, rồi chê bai mình này nọ mập ốm lùng này nọ đen thui này nọ ví dụ vậy thì lúc đó mình sẽ khởi tâm gì khởi tâm sân khởi tâm sân mình sẽ không được vui đó, mình sẽ buồn này nọ rồi phiền não tới tùm lum hết à, cái thời điểm đó thì các bạn thấy không khi mà người ta chỉ cần nói xấu mình chút thôi hoặc là nói không tốt về mình hoặc là người ta à, có đôi khi ta khiển trách mình đó, cái mình bắt đầu là mình không hiểu được đó, cái mình bắt đầu là mình cái mặt mình đen thui à cái mặt mình rất là như là tào tháo những khó chịu ừ. còn bây giờ thì bớt rồi bây giờ gọi là bớt rồi ví dụ như ai chửi mình thôi kệ Chắc cũng nhiều người tên Phước Mình tên Phước Phần pháp danh của mình là Ngộ Đăng Đạt Còn tên cúng cơm của mình là Quỳnh Đại Phước thì các bạn thấy không sau này á mà người ta có nói gì về mình đi chăng nữa người ta có chửi ê thằng phước tao biết người thằng thằng phước đó nó tám nhiều chuyện nó không làm được gì chứ ví dụ vậy thì chắc người ta nói thằng phước nào chứ không phải là phước này à, cái tên cũng là cái tên để gọi thôi chứ nó không có lại gì hết trơn á cho nên là nhờ như vậy mình mới xả bỏ được nhờ mình nghĩ như vậy nó mới xả bỏ được mỗi ngày một câu chuyện nhỏ xíu để thay đổi tích cực hơn nãy giờ em góp được bao nhiêu câu chuyện rồi thầy thấy thầy cũng kể lanh lan qua quẩn đi quẩn lại cũng bao nhiêu đó bao nhiêu đó chuyện hả à, thôi kể thêm câu chuyện cuối nó no, chia sẻ một điều cuối nữa sau đó mình sẽ nghĩ ha à, mọi người biết không là phật Tử, chúng ta chúng ta hay có một cái quan niệm là Phật tại tâm á à, nhiều người suy nghĩ vậy lắm cái Phật tại tâm này nó nó hằng sâu trong cái 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 uh, thói quen của con người Việt Nam uh, từ rất lâu xa rồi à, thì Phật tại tâm các bạn suy nghĩ coi Đức Phật là một người đã từng hiện hữu trên cõi đời này trên trái đất này thì Đức Phật là một người đàng hoàng cũng có ăn một mét mấy Nặng mấy chục ký Thì làm sao trong tâm các bạn được Thì câu Phật tại tâm này ý muốn nói gì Không phải là Phật tại tâm nha các bạn Các bạn đang hiểu sai là Đưa Đức Phật vào tâm của mình là không có đúng Đó, không có đúng Mà là phải đưa Pháp Phật vào tâm Đó, các bạn phải đưa Pháp Phật vào tâm Có nghĩa là chúng ta phải sống dưới uh, Dưới cái ánh sáng của Phật Pháp Phật Pháp là gì Là những cái uh, điều lành chúng ta suy nghĩ đơn giản nó là điều lành, à, còn sâu hơn nó sẽ là những cái uh, những cái bài học trong cuộc sống, những cái bài học mà giúp chúng ta hiểu được uh, cách đối nhân sự thế cũng có cách sống như thế nào đạo đức nữa, rồi cách tu giải thoát, ha, thì uh, pháp của Đức Phật chỉ có bao nhiêu đó thôi giúp con người hết phiền não, uh, rồi những cái người nào mà giác ngộ rồi á mình nói các bạn nghe thờ đức phật à, những người nào mà giác ngộ á thì đã 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 tu chứng á, để tu chứng sơ quả thì chỉ có đi xuất gia thôi à những người đó chỉ có đi xuất gia thôi còn không đi xuất gia họ sẽ tái sinh luôn họ đi tái sinh luôn họ là họ họ đắc quả a-la-hán rồi họ sẽ không tái sinh nữa nhiều người sẽ nói là không tái sinh nữa nhưng thật ra là khi khi họ đắc quả a-la-hán theo phước hiểu thì họ sẽ tái sinh theo nguyện lực chứ không còn cái việc là tái sinh theo nghiệp lực tức là họ nguyện họ tới cái khu đó để họ độ người thì họ sẽ tái sinh vô thế thôi họ sẽ tái sinh ở chỗ đó chứ họ sẽ không tái sinh theo nghiệp còn chúng ta đầy rãy nghiệp đó, nghiệp từ vô thị kiếp tới bây giờ luôn thì thành ra là chúng ta tái sinh là nó phải đi theo cộng nghiệp đó là điều hiển nhiên cho nên bây giờ hãy làm những nghiệp lành hãy làm những uh, nghiệp nào mà tạo ra năng lượng tích cực thế là chúng ta tái sinh chúng ta được uh, cộng hưởng với năng lượng đó thì chúng ta tái sinh bình an tái sinh ở một quốc độ nào đó bình an nhiều người nói là uh, mình muốn tái sinh về cảnh giới của đức phật a di đà ở tây phương cực lạc, thật ra là một cái cảnh giới nào đó mà chúng ta không biết được, hay chúng ta chưa có khoa học hiện đại chúng ta chưa thể uh, tìm ra cái cảnh giới đó nhưng chắc chắn sẽ có một cái một cái vùng đất nào đó.